đọc tin tức và những nội dung trên mạng xã hội không đơn giản là hoạt động giải trí của những học sinh lớp 12 này. Bằng cách sử dụng công cụ mang tên Checkology, các em đã học cách phân biệt đâu là tin tức, đâu chỉ là quan điểm hay thông tin giả mạo. Công cụ này sẽ dạy các kỹ năng và đưa ra bài tập thực hành để học sinh áp dụng thực tế. Thông thường, bước đầu tiên sẽ là kiểm tra nguồn tin. Em nghĩ nguồn tin là điều quan trọng nhất để phân biệt tin thật, tin giả. Nếu tin đó chỉ là do người quen của bạn đăng lên Twitter chẳng hạn, thì chưa chắc đã đáng tin đâu. Nguồn tin đáng tin cậy là từ các kênh truyền thông chính thống. Thông tin được đăng trên nhiều hơn một website. Đó là cơ sở để người đọc đặt niềm tin của mình. Bước tiếp theo là xác định mục đích người đăng. Mỗi khi em thấy headline hay một tuyên bố nào đó to tát, em quan tâm tới việc ai là người đưa ra tuyên bố đó đầu tiên. Ví dụ như nếu một hãng nước nói rằng soda tốt cho sức khỏe, thì thông tin quan trọng ở đây chính là hãng nước ngọt đó. Checkology còn hướng dẫn các học sinh các kỹ năng khác như xác định bối cảnh thông tin. Đừng chỉ đọc tiêu đề của tin, bởi như thế sẽ không bao quát được bức tranh toàn cảnh. Bởi nếu không cẩn thận, tin giả có thể gây ra nhiều tác hại. Khi mọi người tiếp nhận tin giả, sẽ rất dễ nảy sinh những cảm xúc như tức giận hay sợ hãi thái quá, trong khi những vấn đề thực sự cần chú ý thì lại bị bỏ qua. Checkology hiện đã được áp dụng tại nhiều trường học của Mỹ như một vũ khí giúp các học sinh đối tượng tiếp xúc với lượng lớn thông tin ngày nay chống lại kẻ thù mang tên tin giả.